Chào thiếu tư. Rất em mẹ đến. Anh ba, anh đến thăm anh Tùng hay là kia gặp thiếm là chính, chứ còn hai Tùng á thì mời anh ngồi. À, có chuyện gì không anh ba? Cảm ơn thiếm. Thiếm tư à, hôm nay tôi sang đây để mong cho tôi cố tình tôi gặp thiếp ở nơi đây để tôi nói cho thiếp biết cửa nhà ở đâu ngoài, nhưng vẫn còn chần chờ gặp nhiều rắc rối cho thiếp và cho cả vợ chồng tôi. Đó là đất phương quán của ông bà mình, thiếp là người đã hạnh phúc mang hết vô. Tôi nói cho thiếm nghe nè, nhà của thiếm nằm trên đất Hương Quảng, mà cái đất ấy bây giờ là của tôi. Anh ba, nhưng mà nhà cửa ấy là do tôi và anh Phương tạo dựng kia mà. Tôi biết, vì vậy cho nên tôi mua khống thiếm và sáu các cháu ở đây là bị thiệt. Vì sao tôi với chú Phương cũng là anh em ruột với nhau mà. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh còn nghĩ đến tình nghĩa anh em. Còn nghĩ sao không nghĩ thêm? Nếu không còn nghĩ thì tôi tới đây tôi kiếm thêm làm cái gì? Theo anh thì bây giờ tôi phải làm gì? Bây giờ chỉ có hai cách. Một là thêm dỡ nhà đi nơi khác. Dỡ nhà đi nơi khác? Nếu mà làm như vậy thì thêm chẳng được cái gì đâu. Nhà trường đập phá cái nhà của thêm chỉ còn là vật dụng thôi, có nước hốt sao bận. Vậy còn cách thứ hai là sao? Bây giờ cách thứ hai là thiếm bán căn nhà đó lại cho tôi. Bán cho anh? Tôi sẽ trả cho thiếm 20 cây vàng. 20 cây vàng 4 số 9 đàng hoàng. Thế nào? 20 cây vàng? Không, thà tôi đập bỏ. Nè thiếm tư à, đừng có nóng. Thiếm đập bỏ rồi lấy tiền đâu lo cho anh Tùng. Anh ấy rất cần có thiếm. Thiếm cũng không thể nào thiếu anh ấy. Anh ấy và tiền không thể nào thiếu đối với thiếm. Thiếm nghĩ lại đi. Cũng vì anh ấy mà gia đình của thằng Phan phải xa nhau. Nghe nó đau khổ như thế nào chứ. Thiếm nghĩ đến nó chứ thiếm. Nè, thời buổi này người ta sống cần rất tiền. Rất là cần tiền, nhất là phải lo cho người bệnh đó thiếm. Anh ba, tôi xin anh hãy thư thả cho tôi một thời gian. Anh Tùng anh đang bệnh, tôi cần phải có thời gian để chăm sóc cho anh. Thôi được rồi, bây giờ tôi gia hạn cho thím nửa tháng nữa ha. Nếu không bán cho tôi thì thím phải dỡ. Thím mà không dỡ thì tôi sẽ đập bỏ hết đó. Anh ta, em suy nghĩ kỹ đi. Đất ấy bây giờ là của tôi. Thiếm và thằng Phan đã đặt bút ký bán đất đó cho tôi. Nhà của thiếm ở trên đất của tôi coi sao được. Bây giờ thiếm bán là thiếm đập tùy thiếm, mất hay là còn tùy ở thiếm thôi. Tùng ơi,
Anh Tùng nằm lặng lẽ quá vậy anh Tùng? Tôi nè Phước đến thăm anh nè. Anh nằm lặng lẽ đây mà anh không tội nghiệp cho tôi. Tôi phải đi tìm chị Thiếm đây nè. Ký cho tôi bán cái căn nhà của Thiếm đi để tôi bán đất của tôi. Mà chị không đồng ý. Phải khi mà anh còn tỉnh táo á, anh giúp cho tôi khuyên chị bán căn nhà đó đi, đập căn nhà đó để tôi bán đất. Đổ cổ cho tôi biết chừng nào. Tôi buồn lắm đó nha Tùng. Tôi về nha. Bây giờ chị suy nghĩ đi nha. Tôi đi về, kỳ hạn cho chị nửa tháng. Căn nhà đó chị tính sao chị tính? Anh Tùng có tỉnh lại nói là tôi gửi lời thăm ảnh. Nhớ căn nhà của chị tính sao tính nha. Con đến để chào má lần cuối. Lần cuối? Sao lại là lần cuối? Vì con sắp phải đi xa. Đi xa? Mà con đi đâu hả Nga? Con làm gì? Con đi đâu? Con đi đâu? Con làm gì? Chắc má cũng đâu có cần biết. Vì má bây giờ chỉ biết có một người bệnh nằm ở trong nhà thương. Nga, con làm gì? Chắc má cũng đâu có quan tâm. Vì bây giờ má chỉ quan tâm tới người xưa của má. Má đâu còn nghĩ gì đến cuộc sống của các con. Còn con muốn đi lang thang như trẻ bụi đời thất học. Con sống giang hồ như những kẻ con mẹ con con được của má.
thì con mới có con đường của con chứ. Con đến đây chỉ chào má lần cuối, vĩnh biệt má. Nga, Nga ơi, con đừng đi, con đừng bỏ má mà Nga. Má bỏ con ra đi, má làm gì vậy má? Nga ơi, má xin con đừng đi mà Nga. Nga, em làm gì vậy? Má. Sao vậy má? Ơi, con Nga nó đòi bỏ đi đó con à. Má đừng buồn nữa má, má ngồi nghỉ đi má. Nga, tại sao vậy? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần, tại sao em không nghe lời anh? Anh khuyên em không nên bỏ má. Em mới nghe lời anh mà. Em không thể. Tại sao? Má có lỗi với các con nhiều lắm. Má, má đừng nói như vậy, tội cho các con lắm ơi. Má, má đừng khóc nữa má. Má ơi, nghe những tiếng nức nở nghẹn ngào của má, mà trái tim con như có ai đang xé. Sao không làm vui lòng má, để đến bây giờ được má truyền hơi ấm trong vòng tay. Nha, nhớ xem lại bỏ má bỏ anh, tình của má anh và em chưa làm gì để trả. Anh khuyên em đừng làm má buồn thân nữa, vì tình mẹ thương con là tất cả trên đời. Mỗi ngày mỗi yêu là con người phải nhìn trước xem sao. Thà nói nghèo mà hạnh phúc bên nhau, còn hơn sang cả mà chúng tao chia ly. Anh nói gì? Anh nói anh làm như là anh thương má lắm vậy đó. Tôi nói cho anh biết, nếu chị Linh vợ của anh không nặng lời với má, má đâu tìm tới bắt Tùng. Tôi đã nói rồi, tôi không thể nào chấp nhận chuyện làm của má được. Tôi sẽ ra đi. Đứng lại. Sự đau khổ của má và những lần gian sinh của anh, trời ơi, chẳng lẽ không có chút ý nghĩa gì đối với em hay sao? Hết, tất cả đối với tôi hết rồi. Anh có vợ, anh bỏ em. Mẹ có người yêu, mẹ bỏ con. Bác vì tiền đuổi nhà giành đất. Đời tôi rồi sẽ sống với ai đây? Sẽ sống xa xa. Anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi. Em là một đứa em hẹp hòi, ích kỷ. Đúng, tôi hẹp hòi, tôi ích kỷ. Còn anh tưởng anh ngon à? Anh tưởng anh có hiếu à? Anh tưởng anh ngon lắm sao? Anh đừng dạy con. Bây giờ mày muốn gì? Bây giờ muốn gì? Con ơi, đừng. Các con đừng làm như vậy. Mày gian sinh các con mà. Nha, em thấy không? Bắt tục, gia đình chúng tôi đã đổ vỡ. Anh Sang và chị Linh mấy tháng nay chẳng hề nhìn mặt nhau. Tôi thì bỏ học, nhà cửa thì bị đập phá. Bác vừa lòng bác chưa? Nga! Nga! Con không được xúc phạm đến bác Tùng. Nga ơi! Phan ơi! Dạ! Các con hãy nghe những lời bác kể đây, rồi cảm không có gì
và biết ba con không còn, nên mắt em muốn về lại với người xưa. Sau ngày tiễn đưa, ta cứ mò mối đời tin vui. Rồi bác ấy đã lập gia đình, có phải má mới chịu làm vợ của ba con? Nhưng mà hoàn cảnh trái ngang, khi đất nước bình yên, người xưa lại quay về, thì trời ơi, chính má, má này là người phụ dông. Tại sao má lại là người phụ dông? Chính bác ấy, bác ấy đã bỏ má để đi lấy má con Hằng. Phải chị, bác ấy chưa vợ, chưa con. Còn đằng này, chuyện đã rõ ràng như vậy, má còn thủy chung với bác ấy làm gì hả má? Tại sao? Tại sao hả má? Tại gì? Tại sao? Má hãy nói con nghe đi. Tại sao hả má? Nha. Má, chị cái nghĩa cái Hằng những tưởng tôi là cha ruột của nó.
chỉ có hơn một điều cuối cùng. Tôi xin Phượng hãy thay tôi mà giúp đỡ con nàng. Hãy xem nó như các con của Phượng. Hãy giúp nó và thằng Bảo sớm thành chồng vợ. Anh Tùng, Tùng ơi, Phượng của anh còn hay sẽ ở bên anh mãi mãi. Mình không được gần nhau thời son trẻ thì giờ đây mình chăm sóc cho nhau trong lúc tuổi. Thank you.
Xin cảm ơn các nghệ sĩ với trích đoạn cải lương Tình Người Thiếu Phụ.